máy sấy thực phẩm thiết bị ngày càng được ứng dụng rộng rãi, không chỉ ở các cơ sở chế biến thực phẩm, dược phẩm, mà còn được các hộ gia đình sử dụng. Là phương pháp làm khô các thực phẩm như hoa quả, rau củ, hải sản, một cách nhanh chóng, dễ dàng, kiểm soát tốt độ ẩm cũng thời gian thay cho cách phơi nắng truyền thống. Sấy khô sẽ giúp bạn bảo thực phẩm lâu hơn để dùng dần. Sử dụng máy sấy thực phẩm sẽ giúp bạn sấy nhanh, liên tục, số lượng lớn để kinh doanh mà không cần phụ thuộc thời tiết. Vậy máy sấy thực phẩm nào tốt? Hãy theo dõi video top 7 máy sấy thực phẩm tốt nhất dưới đây nhé. 1. Máy sấy trái cây Tosom TSD2. Máy sấy đầu tiên là máy sấy thực phẩm Tosom TSD2. Tosom TSD2 thường được sử dụng để sấy các nhiều loại thực phẩm như thịt, cá, hải sản, trái cây, rau củ, hoặc cũng có thể làm sữa chua hoặc làm các món đồ khô khác nhau. Máy có thiết kế 5 khay nhựa giúp bạn sấy được nhiều thực phẩm trong cùng một lúc, tiết kiệm thời gian và công sức. Công suất máy 750W, hoạt động dưới các tầng nhiệt khác nhau giúp hoa quả sấy nhanh, mà không mất đi dinh dưỡng cần thiết. Chất liệu tạo Racy các bộ phận máy đều cao cấp như khay đựng thực phẩm từ nhựa ABS, chống va đập và độ bền cao. Thiết kế máy cũng vô cùng tinh tế với màu sắc hiện đại và linh động. Máy sấy Tosom TSD2 có ngắt điện tự động khi quá tải, tính năng hẹn giờ thông minh, màn hình LED hiển thị thông tin tiện lợi. Với giá 1 triệu đồng thì Tosom TSD2 rất hợp lý để mua. 2. Máy sấy hoa quả Mini Maxim USA MKXDH2015. Trong các dòng máy sấy hoa quả, thực phẩm tốt nhất thì chắc chắn thiếu Maxim USA MKXDH2015. Các bộ phận của Maxim USA MKXDH2015 bằng inox không rỉ và ABS cao cấp nên độ bền cao. Người dùng cũng nên bảo quản máy ở những vị trí thoáng mát và sạch sẽ để máy luôn hoạt động tốt. Cấu tạo máy có các bộ phận là vỏ máy và các khay đựng. Có 5 khay đựng khác nhau giúp bạn có thể sấy được lượng thực phẩm lớn trong một lần thực hiện. Các khay cũng rất dễ dàng vệ sinh nhờ được làm bằng chất liệu tốt. Với công suất tầm 250W, bạn có thể sấy nhanh các loại rau củ và trái cây trong khoảng thời gian ngắn với mức nhiệt trong khoảng 40 độ. Người tiêu dùng đánh giá chất lượng hoa quả sấy xong vẫn thơm ngon và đảm bảo độ dinh dưỡng cần thiết. Một số chế độ khác đó là chức năng hẹn giờ và tiết kiệm điện. Bạn có thể dùng linh hoạt các chức năng của máy nhờ bảng điều khiển thông minh. Chế độ ngắt điện khi máy hoạt động quá tải, cực kỳ an toàn cho người sử dụng. 3. Máy sấy hoa quả 5 tầng Begeria 02P1. Nằm trong phân khúc máy sấy thực phẩm giá rẻ thì có máy Begeria 02P1. Về thiết kế, Begeria 02P1 rất nhẹ, dung tích máy 5 lít có thể sấy rất nhiều thực phẩm khác nhau như hải sản, sấy khô thịt hoặc các loại hoa quả, rau củ. Các bộ phận của Begeria 02P1 như khay đựng thực phẩm làm bằng nhựa PP, vỏ máy tự inox chắc chắn, an toàn. Cách sử dụng Begeria 02P1 cũng khá đơn giản, bạn có thể theo dõi các thông số thông qua màn hình LCD. Thiết bị còn có chức năng ngắt điện khi quá tải, chế độ hẹn giờ và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trong quá trình sử dụng. Begeria 02P1 đem lại kết quả thực phẩm sau khi sấy vẫn thơm ngon và đảm bảo dinh dưỡng. 4. Máy sấy thực phẩm gia đình Zelmer ZFD2350W. Máy sấy thực phẩm Zelmer ZFD2350W có 4 tầng với các khay nhựa được sản xuất từ nhựa ABS chất lượng cao riêng biệt, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Máy có thể sấy được nhiều loại thực phẩm khác nhau nhanh và đảm bảo chất lượng nhờ công suất hoạt động tương đối cao 520W, cũng nhờ đó mà chất dinh dưỡng trong hoa quả không bị mất đi. Người dùng có thể sử dụng Zelmer ZFD2350W để sấy nhiều loại thực phẩm khác nhau từ hoa quả, thịt, cá đến các loại bánh. 5. Máy sấy thực phẩm Mini Magic Korea A73. Trong các dòng máy sấy thực phẩm giá rẻ thì bạn có thể cân nhắc máy Magic Korea A73. Công suất Magic Korea A73 lên tới 240W, phù hợp sử dụng trong gia đình nhỏ. Cạnh đó, với 5 khay đựng thực phẩm riêng biệt, bạn có thể dễ dàng sấy khô nhiều loại thực phẩm khác nhau cùng lúc, vô cùng tiện lợi. Sử dụng máy sấy Magic Korea A73 rất tên tâm vì độ an toàn cao. Các chế độ như tự ngắt điện khi quá tải hay hẹn giờ thông minh giúp bạn linh hoạt sử dụng hơi. Người dùng có thể điều chỉnh nhiều mức nhiệt khác nhau trong quá trình sử dụng nhờ bảng điều khiển màn hình LED hiện đại. Với Magic Korea A73, bạn có thể sử dụng để sấy khô nhiều loại thực phẩm vô cùng tiện lợi như rau củ quả, thịt hoặc các loại mứt. 6. Máy sấy trái cây gia đình FD770. FD770 là dòng máy sấy trái cây gia đình cuối cùng. Máy FD770 để sấy nhiều loại thực phẩm như hoa quả, thịt, rau củ. 5 khay nhựa riêng biệt chất lượng cao. Máy có giải nhiệt rộng từ 25 đến 70 độ C, nên người dùng có thể thay đổi các chế độ nhiệt theo ý muốn trong quá trình sấy. FD770 hoạt động với công suất lên tới 250W. 7. Máy sấy thực phẩm công nghiệp điện tử 8 tầng LCK ZF8.
Với thiết kế đặc trưng, LCKRIF8 thường được sử dụng trong công nghiệp. LCKRIF8 có trọng lượng chỉ 9 kg, màu sắc tương đối sang trọng và hiện đại. Ngoài ra, LCKRIF8 đều dùng loại cao cấp giúp chịu nhiệt tốt như inox 304, khay đựng thực phẩm làm từ nhựa ABS. Máy sấy hoa quả LCKRIF8 có công suất 400W. Thiết bị có đến 8 khay đựng thực phẩm, chính vì thế bạn có thể sấy được lượng lớn thực phẩm trong một lần sử dụng. Vừa rồi là top 7 máy sấy thực phẩm tốt nhất hiện nay. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.